Xin chào tất cả các quý vị nha, chúc các quý vị một ngày mới an lành nha, công việc hiệu quả. Vườn đây bờ rào nhà mình gì? Nhưng bờ rào là nhà mình hay nhà người khác? Của nhà mình á? Đấy, đi làm ấy vào những cái đường nó hẹp mà cành cây này nó lu su bu nó túa hết ra cả đường, quẹt hết vào máy cabin rồi gương kính, cái loại chuyện vỡ gương chính là nó bình thường các bác nhé. Gương thì thỉnh thoảng nó làm một cái xịn thì mấy trăm một cái, tèng tèng cũng gần đôi lít, cái xịn của nó cũng phải lửa triệu đấy các bác ạ. Tôi đang đánh vào chỗ này, bây giờ đánh tới đây chắc có khi là phải xuống hỏi xem bác chủ nhà, trước khi làm là phải hỏi bác chủ nhà xem cách thức bác làm thế nào, đất đai của nhà ai để mình lựa mà làm nhá. Kiểu gì trước tiên cũng phải hỏi bác chủ nhà xem xu hướng bác, ý định bác làm như thế nào. Mọi người cùng theo dõi nhá. Đường này chuẩn bị xóm người ta làm đường bê tông, thế nên là tranh thủ làm đi. Tức là đây là cái thùng nước của chú đây này. Chú đang ấn cái mua trở về đây rồi. Đây là cái giếng cái gì? Thế nhưng mà đang nói chuyện là cái mức nước như thế này thì nó múc mương trong nước chảy như ở kia rồi, thì rồi ông đặt ống để múc nước là nó chảy tự nhiên vào trong kia. Thì bây giờ là phải múc chỗ này ăn sâu ăn dốc vào trong kia, nó còn phải sâu hơn đây. Đúng rồi, sâu hơn một chút. Là cái chỗ này bây giờ nước đấy, muốn nói là đừng để cho cái vách này anh cứ không có nước nó vào không làm được. Vâng, để lại cái bờ đã. Rồi. Thì có nghĩa cái mặt nước này là mặt nước của cái khe kia này. Bây giờ tức là mình múc rồi. Phải sâu hơn mặt nước này khoảng 20 phân. Thế thôi đấy. Vâng, 20 phân là được. Thế là ăn tiến vào trong này. Thế vào trong này càng cao lại càng sâu đấy. Càng sâu đấy. Chứ múc tới đâu? Thì đây, ông múc đến cái góc cái đèn kia là được. Có cái thùng ở trong rồi. Đúng rồi, đèn đầu chỉ con còn. Đây. Là đây là anh cứ thẳng đường vào. Những cây này cái bờ rào để phá hết rồi chú này. Theo cái anh cho nó vừa đây thôi, bờ rào để. Đây, theo cái men này vào. Men này vào. Đấy. Không, những cái cây phải phá hết máy mới quay được chú ạ. Những cái cây gì này phải phá hết máy mới quay được. Những cái cây trước này là phải phá hết này, đây dây điện này đang vướng đây này. Dây điện thì là không có điện thì dây của nhà thôi. Vâng, nhưng phải tháo ra máy mới múc được. Đâu cái thùng đây gì? Theo cái men này vào. Đây trong này thì là múc sẵn cái thùng đây rồi. Cái này là tổ mối hay là mồ?
Nhìn kia gây nó. À thế thì thùng này chắc là phải tới đây mới tới cống nước này. Cái đáy đấy với cái nước này từ đấy vào đây là sâu phết đấy. Thì phải là máy to thì mới làm được. Vâng, máy bé không làm được. Để con tính xem cái này nó khoảng bao nhiêu phân. Chỗ này đến 3 mét đấy nhờ. Ở đây xuống là 3 mét. 3 mét thì để căn chỗ này trừ đi khoảng 6 70 phân. Chú chóng mình được. Đây trừ cũng sâu từ cái mặt lõm lõm đây xuống thì với cái bờ này nó tầm khoảng cái bờ này là xuống là phải 3 mét này. Để căn đấy cho nó. Đúng rồi, thế hoạt động thôi. Bây giờ chú tháo cho con cái dây điện kia. Mấy cái cây ở bờ rào là phải phá đi máy mới quay được. Đổ đất lên vườn gì. Đất này đổ múc là đất nhiều đấy, không ấy đâu chú ạ. Thì muốn cố giữ lại mấy cái cây bờ rào. Để làm bờ rào có gì. Ừ, cố giữ lại. Chứ còn ở đây thì đang giờ nó bác để cái chỗ này thì là chạy cho cái em này đi thì để lên đất rồi cho vào đây. Xong rồi lại múc. Xong rồi nó giả lại gì. À mình chú lắp ống xuống là lại lắp lại gì. Ừ. Cây thì chắc chỉ để được mấy cây to to ấy thôi, còn cây bé bé kia gạt đi mới đổ đất lên được chú ạ. Không như chỗ này bây giờ cây này không phá là máy cháu không nghe được, mà cái đường nó bé hơn bây giờ nhá, máy phải nhảy xuống phải làm đường nữa thì mới đứng được. Đây cái khe này có lọt máy đâu. Thì bắt buộc là phải mở ra máy mới xuống được cái chú. Máy nó rộng 2 mét rưỡi mà nó còn quay ra phải đến 3 mét. Đất bên này đất người khác cái gì? Đất của anh cái này. Vâng. Thế thì phải sấn vào bờ rào mình tí hật ra máy đi vào. Xong tí đổ đất lên vườn này, tí lấp xuống thì được. Thôi đành phải hy sinh mấy cái này thôi. Thế xong ấy thì là coi như là xong lại làm lại cái bờ này nguyên. Vâng, xong lại đắp lại, lấp xuống lại đắp lại. Thế chú về chú tháo trong cái dây điện đi. Để cháu du mấy cây này cháu làm đường vào. Tôi phải quay đầu ben đi để múc cho nó dễ mọi người. Không đi đường thuận này vào là múc làm lúc là nó vướng cây ghì kiếc là nó ghì hết vào cầu. Sinh ra cái đường ben này nó để đỡ máy mà. Múc cái gì thì múc đào gốc, cái nhất là đào gốc cây mình phải đi đường ben trước để lúc mình múc thì trọng lượng máy nó ghì vào ben để nó đỡ, chứ không cứ ghì vào cầu vì may ơ là nó chịu hết vào may ơ, có khi nó vỡ nó còn gãy cả đầu tăng bét ấy mọi người nhá. Không phải là cứ đi đường thuận vào múc là được đâu. Nó sinh ra cái ben để đỡ máy là mình phải là phải làm theo ý của nhà sản xuất nhá mọi người nhá. Đây chỉ là tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm mà tôi biết thôi. Cái gì tôi biết thì tôi chia sẻ cùng mọi người để mọi người biết mọi người ạ. Vì máy xúc này nhà sản xuất nó ấy ra cái ben là cái chủ yếu để là đỡ máy vào bãi múc và vào chỗ múc thì cái ben nó sinh ra để nó đỡ máy, để lúc làm việc, lúc ghi tải rồi lúc múc vận hành là cái ben nó đỡ được cho cái bộ gầm cầu đằng sau. Đấy, thường thường múc là ta sẽ đi đường ben vào trước để cái ben nó đỡ máy,
lúc máy có thể đào gốc cây rồi đào những cái gành đá mà nó có cái độ nó ghi mạnh ấy, ngày lúc đấy là bao nhiêu cái lực là nó chịu hết xuống cái ben. Nhưng lúc đấy cầu mới lại đầu tăng béc này may ơ là nó không phải chịu ấy nữa, mà cái ben là nó chịu tải nhiều nhất. Nếu mà anh em là không biết mà cứ đi cái đường thuận vào là cái đường mà bánh dẫn hướng vào là bao nhiêu cái lực vít của máy là nó sẽ vít những cái vào cái chỗ đầu trâu rồi cái đầu trâu may ơ trước ấy, là sẽ sinh ra là vỡ đầu trâu này, gãy đầu tăng bét này, bi tỉ bi tiếc là đi hết này. Đấy, nếu anh em mà mới lao vào nghề mà chưa biết này, cứ hay đi đường thuận vào múc ấy. Nhất là đào gốc cây và chỗ gành cứng đá to mà cố tình mà cậy mà ấy là hay dễ vỡ đầu trâu lắm nhé. Đấy, cái đầu trâu là tức là cái mẩu mà để cái đầu để dẫn hướng bánh lái đấy, quay trái quay phải đấy, nó gọi là cái đầu trâu nhá mọi người nhá. Anh em nào chưa biết thì tôi nói để anh em hiểu thôi, gọi là chia sẻ cùng anh em để anh em biết, chứ tôi cũng chả dạy khôn ai đâu nhá. Anh em nào chưa biết thì gọi là cái chia sẻ để mọi người cùng biết, cùng rút kinh nghiệm. Nói chung thì nghề nào cũng thế, có giỏi đến mấy thì giỏi thì học đến già luôn, chứ không phải là đã già rồi là giỏi đâu. Ông 70-80 rồi vẫn phải học những người 16-17 tuổi, những cái gì ta thấy hợp lý thì ta học hỏi thôi. Già còn phải học mà, phải không anh em? Tôi múc chỗ này thì tôi múc sẽ dốc vào đằng sau mé này mọi người, tức là để sau đặt cống xuống là nước nó sẽ chảy tự nhiên vào mé trong vườn này. Đấy, bác chủ nhà bác muốn là để đặt cống to, xong là để nước nó chảy tự nhiên vào, xong bác sẽ hai đầu bác sẽ xây kè lên thành một cái giếng ấy, sau để bơm nước để tưới tiêu trong vườn mọi người ạ. Đấy, chương trình hôm nay là đào để lắp cống để tưới tiêu trong vườn nhà bác ấy.
cứng. Lạo cố để cho nó lấy được cái cốt không mọi người. Đấy, anh em thấy con V8 quay có led không? Để tôi quay bằng cam hành trình đấy nhá. Đặt cái chiếc kính trước của máy xúc đấy mọi người. Video tới đây cũng rất là dài rồi, tôi xin phép được kết thúc video tại đây mọi người. Mọi người xem thấy thích thì hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi nhé. Anh em nhớ đăng ký.